Trần một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ yêu đàn đầu sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời, người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tấn chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi của ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không phải mình mặn nhớ mãi. Trả lời đi lúc nước qua thơm mùi gì lan ra chúng ta. Em chào anh con tim sao anh trao cho bên một cốc lương. Bye.